Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ đầu ba bánh xăng. Cái bộ đầu này thì thường được sử dụng cho những cái xe có trọng tải khoảng 500 kg trở lại thôi nhé. Còn lớn hơn 500 kg thì các bạn nên cân nhắc bộ loại to hơn. Bộ này mình chỉ xin giới thiệu đến các bạn là khoảng 500 kg thôi. Thì cái bộ này thì cho các bạn có làm những cái xe máy xăng hiện tại ấy, có một số bạn thì chuyển ba bánh thành xe máy xăng thì cái đầu nó sẽ yếu, thì khi các bạn đi thì nó sẽ bị yếu, thì các bạn muốn thay thế cái giảm xóc lớn hơn thì đây chính là lựa chọn cho các bạn thay thế. Bộ này thì mình trang bị cho các bạn là cái giảm xóc phi 38, có chiều cao giảm xóc từ vai trên trở xuống là 70 cm. Đấy, từ vai trên các bạn nhé. Giảm xóc này là giảm xóc qua hai vai. Chắn bùn thì bằng inox. Và đường kính bánh xe này là 48 cm. Và có cái tải trọng của một bánh này là 230 kg một bánh. Đấy, tải trọng bánh trước đấy. Có ghi đông, đồng hồ, công tơ mét đầy đủ. Trên cái ghi đông thì mình không có trang bị thêm bất cứ một cái thứ gì, bởi vì các bạn ở trên xe máy của các bạn ấy, thường thường nó có sẵn những cái cụm công tắc, cụm tay phanh và cụm tay ga, nó có sẵn rồi. Mình chỉ tháo ra và mình lắp sang thôi cho nó đồng bộ dây điện, chứ mình không trang bị đồ mới vào, bởi vì thêm bộ công tắc hay tay ga hay là cái gì đồ mới vào thì nó sẽ không đồng bộ với cái bộ dây điện trên xe máy nữa. Vì vậy thì các bạn sẽ rất là khó đấu lối đối với những các bạn không chuyên. Còn xi nhan thì các bạn cứ tách xi nhan trước của xe máy nắp vào xe máy xi nhan này, và đèn pha thì các bạn cũng nắp vào đây cho nó hợp lý. Thì cái cách đấu đèn thì nó dễ thôi, tháo đèn cũ thì đấu sang đèn mới, nó không có gì là khó cả. Và các bạn có thắc mắc là cách làm thế nào để hàn gá nó sang cái bộ xe máy cũ ấy, thì mình có một cái giải pháp rất là dễ cho các bạn thôi. Các bạn đừng cắt cái khung xe máy của các bạn ra để hàn với cái bộ cổ của mình. Đấy, mình có một cái phương án, đấy là các bạn cắt 2/3, bổ dọc 2/3 cái ống cổ bi xe máy ấy. Bổ 2/3 các bạn vứt đi nhé, giữ lại 1/3 phía bên khung xe ấy. Sau đó các bạn chỉ áp cái bộ càng này vào, các bạn áp cái bộ giảm xóc này vào, các bạn hàn lại. Như thế thì các bạn không cần phải cân chỉnh độ nghiêng và cân chỉnh độ lệch nữa, nó sẽ chuẩn luôn. Mình lưu ý các bạn nhé, đừng có cắt sát vào cái khung và đừng có vứt cái cổ bi cũ của nó đi. Các bạn dùng máy cắt bổ vứt đi 2/3 cái ống giang cũ của thằng xe máy ấy, thì khi đó sẽ có một mặt phẳng mà để cho các bạn áp vào cái này và hàn lại. Nó vừa khỏe mà lại vừa chuẩn về độ nghiêng và độ ngang lắc ngang. Thì sở dĩ các bạn khi làm xe máy ấy, thì làm nặng đầu thì đi nó chắc lái, nhưng cái giảm xóc của các bạn sẽ yếu, không chịu nổi. Nếu các bạn làm cái đầu xe nó nhẹ quá thì nó sẽ đi nó sẽ không bám đường và cái đầu xe nó có cảm giác như là bay bay đi. Đấy, thì các bạn lên chú ý cái vấn đề đấy. Còn cái bộ đầu này thì nó khá là đầy đủ rồi cho các bạn rồi. Đây là cái dây công tơ mét này. Cái này thì các bạn phải điều chỉnh một chút thì mới sử dụng được công tơ mét. Vì cái vành này là nó không có cái ngàm. Nó không có cái ngàm để giữ cái con sâu đây này. Cái ngàm này thì các bạn chỉ cần là tạo một cái vấu ở trên cái ngàm này thôi. Để nó giữ cái này là các bạn sẽ có một cái công tơ mét bình thường. Đấy, nó cũng không khó. Những cái này các bạn phải làm thêm chứ cái bộ này nó không có. Cái chắn bùn này cũng vậy này. Chắn bùn thì bằng inox thì các bạn yên tâm rồi, không han gì. Rất là đẹp luôn. Đây, trên cái bộ khung này thì nó có sẵn cái ống cổ bi rồi. Đây này,
Đấy. Đây nó có cái ống bi sắt đây rồi nhá. Các bạn về ví dụ như cái xe máy của bạn đang có cái ống này rồi. Bạn lấy một cái máy hàn, cái máy cắt các bạn xẻ dọc như này. Đấy, các bạn vứt đi 2 phần 3 và để lại 1 phần 3 thôi. Thì đây là cái phần khung này. Và sau đó các bạn ốp thẳng cái khung cũ của mình vào cái ống rang này. Và các bạn hàn lại, thế là xong. Vừa chuẩn về độ nghiêng và vừa chuẩn về nghiêng hai chiều là đều chuẩn cả. Đây là cái đồng hồ điện tử này. Đấy. Đây là cái đồng hồ cơ có báo xăng này, báo công tơ mét này. Đầy đủ. Thì mình đều lắp sẵn trên một cái bộ đầu này rồi. Và một lưu ý nữa, khi các bạn sử dụng đối với những cái loại càng có hai vai giảm xóc này, hai vai này, thì các bạn phải lưu ý là cái vai trên và vai dưới là các bạn phải siết thật chặt nhé. Nếu như các bạn chỉ siết một bên vai mà một bên vai lỏng thì lực nó sẽ chia nó không đều trên hai vai. Ví dụ dưới này lỏng thì toàn bộ lực của cái giảm xóc nó sẽ tì lên cái vai trên này thì nó sẽ yếu. Vì vậy là khi các bạn siết cái này để hãm cái giảm xóc thì các bạn phải siết căng cả hai để nó không bị chịu tải, cho nó đều ra hai vai. Đấy là một cái điều rất là quan trọng. Còn đây chỉ là cái áo để đỡ cái đèn pha thôi. Đấy, cái lưu ý rất là quan trọng đối với các bạn sử dụng những cái càng hai vai như này. Đấy. Khi các bạn vặn chặt nhưng thực tế là chỉ một chặt một trong hai thôi, các bạn sẽ không phát hiện ra được. Nhưng trong quá trình trở lặng ấy, thì lực nó sẽ dồn vào một vai, nó sẽ không đều, nó sẽ dẫn đến gãy vai hoặc là cong vai đi. Thì các bạn phải siết cả hai cái này phải thật chặt. Đấy là cái lưu ý các bạn cần lưu ý nhé. Giá thành của cái bộ sản phẩm này thì các bạn xem ở dưới phần mô tả sản phẩm nhé, hoặc là nhắn tin qua Zalo cho mình nếu như mua lẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.